Cảnh báo ngập úng ở Hà Nội trong chiều và đêm nay. Tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 3 siêu bão Yagi, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện tại bão vẫn ở cấp 14 do ảnh hưởng của siêu bão Yagi có vùng hoàn lưu rất rộng. Từ chiều và tối nay ngày 7 tháng 9, Hà Nội có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10 với lượng mưa từ 150 đến 350mm có thể gây ngập úng ở một số khu vực. Vâng, cơn bão số 3 là cơn bão rất mạnh và hoàn lưu rộng. Mặc dù Hà Nội không ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 3, nhưng mà do tác động của cái hoàn lưu bão số 3 từ chiều vào tối nay, ở khu vực Hà Nội có khả năng có cái gió mạnh cấp 6, cấp 7 và giật tới cấp 9, cấp 10. Và cùng với cái gió mạnh giật cao như vậy thì đó là Hà Nội có khả năng xảy ra cái một đợt mưa lớn, với lượng mưa có khả năng lên tới 150 đến 350mm. Thưa ông, với những cái vấn đề như vậy thì có khuyến cáo gì đối với người dân? Vâng, với cái gió mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 9, cấp 10 như vậy thì sẽ tác động rất lớn đến cái cuộc sống của người dân. Đầu tiên là cái gió mạnh, gió giật như vậy có khả năng làm gãy đổ cây, như cái cơn dông lốc của cái buổi chiều hôm qua là một cái ví dụ minh chứng. Nên là người dân lưu ý là cái trong thời điểm trong chiều và tối nay, khi một cái thời điểm tác động trực tiếp của cái bão số 3 ấy, cùng với gió mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9 có khả năng gãy đổ cây, có thể làm những cái mái tôn, những cái biển quảng cáo gãy đổ, thì người dân hạn chế ra khỏi đường, và nếu mà tốt nhất là không nên ra khỏi đường. Cái thứ hai là cái mưa lớn có khả năng gây ra cái tình trạng ngập úng, thì người dân cũng có cái phương án xử lý và phương án phòng chống ngập lụt ở cái khu vực Hà Nội trong cái chiều của đêm nay.